xuống đây để lấy cái ngôi nhà này. Vâng, lúc chú là con bé của bố em thì chú lúc chơi bảo là ở cùng ông, nhưng mà bố em đang mất thì em hãy cùng ở cùng ông với bà. Thì bà đang mất thì chú chắc là bây giờ ở cùng ông ạ. Pháp Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa ba anh chị, hôm nay cháu Đức lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu cô bác ạ. Và cô bác có theo dõi được những thức phim hôm trước cháu Đức đang tải lên thì có một câu chuyện mà khá là bức xúc khi mà các bác xem được và nghe được những cái lời mà em Hải hay là cháu Đức truyền đạt lên. Thì trong khoảng thời gian vừa rồi thì là người mẹ của các em cô bác có đem cả con cháu mới nữa là đến trên nhà ba ông cháu là để mà đòi mà ở cùng với lại ba ông cháu của bác. Cháu Lực cũng không có muốn là chia sẻ cái hoàn cảnh của người mẹ các em lên đâu cô bác ạ. Đấy, nhưng mà cháu Lực cũng chỉ biết là sơ qua là trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì là không hiểu lý do tại sao lại người chồng mới của bác là uống rượu rồi, xong là chắc là bị một cái căn bệnh nào đó và cũng ra đi rồi. Thành ra là để lại rất là nhiều người con. Không biết là ở bên kia là cái cuộc sống nó như thế nào các bác đấy. Tuy nhiên thì là đòi là về ở cùng ấy, nhưng mà ở trong đó thì cũng không có được là sự nhất trí của người ông này cũng như là em Hải với em Sử. Và chắc chắn cái câu chuyện này thì cháu Lực sẽ không có để cho người mẹ được tọa nguyện lên trên nhà các em là ở. Có thể là người mẹ ra dụ dỗ ông hay là nói ngon nói ngọt với lại các em thì sợ rằng các em sẽ nảy sinh một cái lòng mà như kiểu là thương cảm đấy cô bác ạ. Tại vì các em thì rất là hiền, nhưng mà cháu Lực cũng đã nói với lại các em rất là nhiều lần rồi lý do mà tại sao người mẹ lại bỏ đi. Bây giờ thì nếu mà muốn quay trở lại thì các em nên phải xử lý như thế nào nó mới đúng, và khi mà cháu Lực ghi hình lên thì các bác mới yêu quý các em, không cho để người mẹ được tọa nguyện là ra bên này ở với lại ba ông cháu. Hay còn là bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng với cháu Lực đi xuống cái nhà của ba ông cháu của bác nhé. Hôm nọ thì cháu Lực lên ấy, thì chỉ có là gặp là em Hải thôi, cũng không có gặp là ông với lại em Sử. Thì cũng không biết là cái câu chuyện của nó thì về sau nó sẽ diễn ra như thế nào không bác. Vừa em bước vào thôi là thấy xe của Sử là ở nhà của bác. Thì có lẽ là hai anh em là sẽ ở nhà đây các bác ạ. Thời tiết thì nắng rất là nóng. Ôi anh chào Sử nhé. Vâng, chào anh. Sử hôm nay ở nhà đây à? Vâng. Đây, chỗ có xe à? Ôi, cái này là chốt máy cày sao ấy? Vâng. Máy cày mấy hôm nay là đi cày ở đâu ấy? Đất cứng quá chưa cày được. Đất cứng quá chưa cày được à? Vâng. Trong thời gian này thì có vẻ như là thời tiết nắng hơn các bác, thành ra là rất là khó cày. Chào Sự xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Thế ông với lại em Hải thì đi đâu hết rồi? Ông ở nhà dưới kia. Ông ở nhà dưới kia? Vâng. Em Hải thì đi rừng hái rau ạ. Mà Hải đi rừng hái rau à? Vâng. Thế là hôm nay là em là đi đi cày à? Vâng. Đi cày là tiết là buổi sáng đi là chưa cày được à? Vâng. Thế là máy cày Sử là để ở dưới ruộng hay là để tận đâu? Để nhà chú kia ạ. Để nhờ nhà chú kia. Vâng. Thế cày thì đi từ đây sang bên kia thì có người là đi cùng em không hay là một mình khác đi? Mình khác đi thôi. Ôi thế thì giỏi đấy nhở. Vâng. Thế là lai được cả đồ cả bừa là đi à? Vâng. Thế hôm nọ thì anh hôm nọ thì anh có lên thì nghe Hải nói rằng là mẹ của em là xách quần áo để ra đây đòi là ở cùng à? Vâng. Nhưng mà hôm đấy thì em nói chuyện với lại mẹ như thế nào thì em có thể là truyền đại lại cho anh nghe với lại tất cả các bác cùng nghe được không? Vâng. Mẹ lên đây bảo là ở cùng hai em ở trên này nhưng mà em không đồng ý đó.
Là em không đồng ý à? Vâng. Thế còn là về phía ông thì ông là có nói gì không ông ấy? Ông không nói được. Ông là không nói gì à? Vâng. Đợt này thì có vẻ như là ông thì không có can thiệp vào nhỉ? Đáng lẽ ra là ông phải là cũng là người mà là can thiệp vào nhiều đấy. Thế là ông là đang ở dưới nhà dưới kia. Vâng. Thế là mẹ là ra đây là ra được mấy hôm ấy? Ra đây một hôm ạ. Ra được một hôm à? Vâng. Thế là có vào nhà mới không hay là ở đâu? Vào đây ạ. Là vẫn vào đây à? Vâng. Thế là vào đây là cầm theo cả quần áo á? Vâng. Và những lần trước thì cháu Lực lên ấy, thì không có bắt gặp cô bác ạ. Thế mà bắt gặp thì cháu Lực sẽ nói chuyện với lại người mẹ rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì ở đấy thì bây giờ là cái phần quan trọng nhất và cái phần quyết định thì nó sẽ là ở em xử với em Hải cô bác nhiều. Cháu Lực là người mà gọi là tham gia, cái nào mà lẽ đúng thì cháu Lực sẽ đồng ý và nhất trí, còn cái nào mà sai thì cháu Lực cũng không có banh theo cả cô bác ạ. Thế là mẹ ra đây thì là có cầm theo cả quần áo cả con à? Vâng. Thế anh nghe tin rằng là như chồng cũ thì là để lại cho bao nhiêu người con? Hai người đấy. Hai người à? Vâng. Là hai người con trai con gái? Hai người con trai đấy. Hai người con trai à? Vâng. Vậy em xử thì đợt mà mẹ bỏ đi cô bác thì em cũng đã lớn rồi, thành ra là cũng biết rằng là lý do tại sao lại mẹ lại bỏ đi. Đấy, tuy nhiên thì em cũng không có bao giờ mà đồng ý là mong muốn là cho người mẹ và không đâu. Trong thời gian qua thì có vẻ như là mẹ của các em các bác trong cuộc sống thì cũng không có gặp được cái màu hồng cả. Đi thì nó gọi là nhẫn tâm ra đi thì chắc chắn là một cái cục thì trả lại thì nó cũng rất là đắt đỏ các bác. Chứ nó cũng không có một cái cuộc sống mà màu hồng để cho người mẹ của các em được lâu dài cả. Thế bây giờ thì anh với lại Hải với lại Sử đi xuống nhà cũ đi nhỉ? Vâng. Xuống nhà cũ một chút. Để cầm điện thoại nhé. Vâng. Đây có đóng cửa chứ nhỉ? Ôi Sử không đi dép à? Ôi cái nguồn nước này thì nguồn này còn chưa cạn nhờ? Vâng. Nhưng mà mấy năm trước thì nó đã cạn chưa? Cạn thôi được. Mấy năm trước là cạn à? Vâng. Có vẻ như là cái mùa này là anh em mình hình như là anh em mình đào cho nên là nó có hay sao ấy nhờ? Vâng. Nếu mà nó có nhiều như này thì nếu mà xem thêm một thời gian nữa mà nó chảy cứ chảy liên tục như này này Sử ạ. À? Mình đào một cái bể mình xây ở đây nhá. Này, nếu mà trong thời gian tới nếu mà có cái nguồn nước này nó mái này cô bác này thì rất là mong là các bác ở trên kênh sẽ hỗ trợ là em Sử là xây một cái bể ở đây cho nó có nước ở đây cô bác. Cái bể này thì chắc là có khi là đào nó phải xuống sâu một chút. Chỉ cần đi mua gạch về là làm được đấy, nhưng mà hiện tại thì vẫn còn không biết là nó có chảy lâu không. Thế như mấy năm trước thì đến tầm độ tháng bao nhiêu thì nó hết là Sử? Đến tháng 10 thì nó hết rồi. Đến tháng 10 âm á? Vâng. Nhưng mà mùa này đáng lẽ nó là vào cái mùa khô rồi chứ. Vào từ tháng 10 thì nó bắt đầu có chứ. Đúng không? Từ tháng 10 đến nó có đến tháng 12 đúng không? Vâng. Từ tháng 12 xong rồi nó cạn rồi đấy. Nhưng mà có thể là năm nay là mấy anh em mình đào cái phần nền nhà kia kìa. Vâng. Đấy thì là nó có không ngừng nghỉ. Mong rằng là nó có thì để mà đi làm cái bể ở phần phía bên đấy. Ở dưới này thì cũng có một cái nguồn nước có mái của bác ạ. Đấy, tuy nhiên thì là nó không có, nó ở thấp quá, nó không có lên cao. Đây thì xuống thì không biết là có gặp ông ở đây không cô bác. Sợ rằng là ông chắc là cũng đi ruộng hay là đi đâu rồi. Thế em Hải thì đi từ mấy giờ rồi?
đi từ sáng, đi từ sáng này rồi à? Hải thì hay lên trên rừng để mà đi hái dâu của bác ạ. Ôi, ông thì hình như là không có ở nhà rồi. À. Ông thì chắc là cũng đi vào ruộng hay vào đâu rồi. Ôi, cái dâu này ai đi hái về nhiều đấy nhỉ? Dâu lợn. Dâu lợn à? Thế là cái dâu này là con của chú là lấy cho Hải với Sử à? Lấy cho ông thôi ạ. Lấy cho ông á? Vâng. Thế nhưng sao lại nhà chú không có lợn à? Chú có nhưng mà ông ở đây ông không lên trên kia mấy. Con gọi chú xuống đây cùng ông ở đây. Con của chú là xuống đây ở á? Vâng. Thế xuống được lâu chưa? Được mấy hôm rồi ạ. Được mấy hôm rồi á? Vâng. Theo như em Sử có chia sẻ với cháu Lực rằng đấy các bác này, cháu Lực cứ nghĩ rằng là nhà chú là không có lợn, không có lợn đấy, là lấy rau cho ông đấy, nhưng mà là lấy rau lợn đấy các bác, nhưng mà không phải, là con của chú là xuống đây ở với lại ông. Xuống đây ở là ở bao nhiêu người? Hai người đã. Hai người à? Vâng. Là hai bạn trai hay là hai bạn gái? Hai bạn trai ạ. Hai bạn trai à? Vâng. Là nhỏ nhỏ cái đúng sân với lại cái gì kia đúng không? Vâng. Thế là buổi tối là ngủ ở đây à? Ngủ ở giường. Lúc trước em ngủ. Ngủ ở giường này á? Thế là bây giờ là sân mới ngủ đây à? Ôi dồi. Rồi. Thấy đây này, có giày, có dép của hai anh em con là chú. Vâng. Thế là bây giờ là con nhà chú là cho con cho hai anh em mà xuống đây ở cùng á. Vâng. Không biết là có cái chuyện gì mà nó xảy ra giữa chú với lại em Sử. Thế nhưng mà Sử là cho anh hỏi thì chú với em thì có chuyện gì xảy ra không? Không có rồi, nhưng mà em với em Hải lên trên kia thì gọi ông thì ông không lên máy, thì chú bảo là cho con gọi chú về đây ở cùng ông ấy. Cho con của chú là về đây ở cùng ông á? Vâng. Thế là bây giờ thì là ông có hay thường xuyên để lên trên ăn cơm với hai anh em không, hay là lâu lâu ăn lên ăn một bữa? Là lâu ăn một bữa thôi ạ. Lâu lâu ăn một bữa thôi à? Thế là không thường xuyên để lên ăn máy à? Vâng. Thế là buổi tối là con là chú là ngủ đây luôn, ngủ chú bông cú của em. Vâng. Nhưng mà xuống được là mấy hôm rồi à? Vâng. Ông thì cũng bây giờ thì cũng không có biết là đi đâu rồi cô bác. Nếu mà gặp ông thì sẽ hỏi ông kỹ hơn đấy. Nhưng mà theo em Sử thì cũng lớn rồi, cũng chứng chạc rồi. Thành ra là em mới biết cái gì là biết là như thế nào và xảy ra và kể lại với cháu Lực. Đấy, còn cái câu chuyện mà cháu Lực không biết là ở trong đấy thì nó sẽ có cái mâu thuẫn gì mà nó xảy ra giữa em Sử với lại chú không, hay là có thể là chú dùng một cái lời ăn tiếng nói nào đấy nói với ông để mà cho hai anh em con là chú là xuống đây ở. Thế là cũng vừa mới đây là xuống đây ở cùng à? Vâng. Thế là ở xuống ở cùng ông là ăn cơm ở đây luôn hay là vẫn ăn cơm nhà chú? Ăn cơm ở đây luôn ạ. Ăn cơm ở đây luôn à? Vâng. Thế là coi như là hộ ông là làm tất cả mọi cái là cùng ông ở luôn à? Vâng. Nhà chú là có rất là nhiều người con của bác ạ. Đấy. Thời gian vừa rồi thì cháu Lực có lên chia sẻ đấy, thì cũng có nghe hàng xóm nói một chút cái thông tin về chú là mong muốn rằng là muốn ở lại cái ngôi nhà này cô bác ạ. Nhưng mà Sử thì cho anh hỏi thì trước anh nghe đi thông tin đấy thì có phải không là chú muốn là
xuống đây để lấy cái ngôi nhà này. Vâng, lúc chú là con bé của bố em thì chú lúc chơi bảo là ở cùng ông, nhưng mà bố em đang mất thì em hãy cùng ở cùng ông với bà. Thì bà đang mất thì chú chắc là bây giờ ở cùng ông ấy. Thế là bây giờ là chú là muốn quay trở lại đúng không? Vâng. À, thế là có phải là hai cái thanh niên ở kia không? Đây này, sân ở đây hình như là trốn rồi cô bác ạ. Đi đâu ấy? Hả? Đây chú xem nào. Ra đây xem nào. Đây xem nào. Sân. Trốn ra bên kia rồi. Lấy măng à? Cái măng này thì là lấy để đi đâu à? À, thế là đi lấy lên trên rừng lấy măng này có băng này. Dưới đây thì còn là một túm gì đây? À, cơm nữa. Đi đâu rồi? À, thế là hai anh em này đi lấy à? À, thế là... À, có vẻ như là... À, có vẻ như là có một chút là gì đấy là không muốn ghi hình đâu bác ạ. Thế là Hải là vừa rồi lên rừng lấy măng này về à? Măng này thì người ta cũng cho lấy à Hải? Cho à. À, đây em Hải thì đi từ sáng sớm của bác này đến vừa rồi cho lực lên thì em ấy mới về tới nhà. Chào Hải, xin kính chào quý em bà, cô chú anh chị ạ. Thế là Hải là đi cùng ai đi lấy? Đi cùng con nhà chú ạ. Con nhà chú à? Vâng. Đây, con nhà chú là hai anh em mà ở cùng ông không? Đúng rồi ạ. À, đi hiện tại là hai anh em mà đang ở dưới nhà dưới đúng không? Vâng. Vừa rồi cháu Lực có đang ở dưới với em sửa nhà dưới đi cô bác thì gặp cháu Lực thì hai anh em là chạy là không có muốn là ghi hình lại. Thế là đi rừng thì còn lấy thêm rau gì nữa không? Có. Cái rau này à? Ui, rau này được nhiều đấy nhỉ? Thế rau này thì là Hải là để làm gì? Để buộc xong thì mang đi bán ạ. Buộc xong thì đem đi bán ạ? Vâng. Thế thì một bó này thì bán được bao nhiêu tiền? 2.000 ạ. Bó được bán 2.000 ạ? Vâng. Thế em đi bán rau này thì lấy tiền để làm gì? Tiền để đi học ạ. Tiền để đi học ạ? Vâng. Thế từ trước đến giờ thì anh thấy Hải là đi bán được rất là nhiều lần rồi thì đã tiết kiệm được chưa? Được ạ. Thế tiền này thì là để mà đi học học cấp 3 hay là học cấp 2? Học cấp 2 thôi ạ. Học cấp 2 à? Vâng. Thế là nếu mà tiết kiệm được thì là lấy đi học ở xa. Vâng. Thế là một lần đi bán như này thì được bao nhiêu tiền? Được nhiều thì nếu được 10 bó thì được 20.000 thôi ạ. 10 bó thì mới được 20.000 à? Vâng. Thế là một bó này em bán là 2.000 à? Vâng. À, tại cũng tự lập rất là sớm đấy cô bác này. Ở trên nhà của các em thì vào cái thời điểm hiện tại thì không có cái công việc gì để mà làm. Đồng áng ở nhà thì cũng không có, mà lấy củi, lấy cỏ thì nó cũng lấy để mà đủ và trâu để ăn thôi. Còn gia súc gia cầm của các em thì cũng có ít, cho nên là đi ra ngoài là kiếm tiền thêm để trang trải cái công việc là học của mình. Trong thời gian qua thì cũng được là các bác mạnh thường quân là giúp đỡ một cái ngôi nhà rồi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì đấy là một cái bàn đạp cho các em ở một cái ngôi nhà mới và ngôi nhà đẹp như bây giờ. Có thể là ngôi nhà tránh nắng, tránh mưa. Hôm nay thì cháu được lên thì lại tiếp tục là có thêm một cái câu chuyện mà cháu được khá là đáng buồn của bác ạ. Không biết là có sự tác động của người chú vào không thì khiến ông là thay đổi rất là nhiều của bác. Các em thì là, mà hai em thì ai cũng đều là ngoan ngoãn rồi. Ông mà nói gì cũng chỉ là biết nghe đấy, chứ không có dám làm mà sai theo ý của ông. Này, bây giờ thì em Hải là đi nhặt rau để có bác này để là mai em ấy đem đi bán. Để cho em ấy nhặt cho được sẽ không có ghi hình thêm nữa. Đấy, vừa rồi thì em Sử có để mấy cây ở ruộng bên kia có bác. Bây giờ thì là sẽ cùng em Sử là đi xem. Cái đoạn này thì Sử cứ lên trước đi nhá. Anh đi ra sau cho.
đi đi. Đi đi, anh đi bộ đi sau. Thì ở dưới này là có một chút ruộng để xử nhà. Thế nhưng mà tuy nhiên thì là năm trước xử cho anh hỏi ấy. Năm trước là xử nhà xử không làm ở dưới này ấy. Năm trước thì xử là cho chú để làm à. Thế là tối hôm, chiều hôm qua là xử cày đâu ấy. Đấy, trước lúc mà thời gian đầu mới gọi là làm nhà đấy cô bác thì cũng được là chú, được là nhà chú của em xử ấy, thì định là đổi cái mảnh đất ở đây này để làm nhà đấy, nhưng mà tuy nhiên thì là lại không có đổi, thay đổi ý kiến. Nhà xử đây là mấy cái thửa nào nhỉ, anh cũng quên mất rồi. Ba thửa to ấy kìa. Thế mấy cây xử đi để nhà trên này à? À thì hôm qua là cày đây à? Nhưng mà cũng cứng phết đấy nhờ. Hôm qua là xử có ra đây cày được một chút này cô bác này. Đấy, tuy nhiên thì cứng quá thì em mới lại chưa có cày được. Thế nhà xử là có ba thửa này là đi xuống đấy đúng không? Ba thửa to này à? Thế năm nay thì là xử là em tự làm rồi à năm nay ấy? Năm nay là em không cho chú để làm rồi à? Chỗ, ba thửa này thì làm được tầm nếu mà được bao nhiêu bao? 15 bao thôi. Được 15 bao à? Ui, thế là cũng nhiều phết nhỉ? Mỗi thửa là nó sẽ rơi vào tầm là độ là hơn 5 bao của bác ạ. Ui, nhưng mà đấy này, anh thấy là đây có một cái tảng đá này to quá nhỉ? Tảng đá này thì nó cũng hơi vướng nhỉ? Vâng. Ruộng của nhà xứ, ruộng của nhà chú thì là được được ở chỗ nào với chỗ nào? Ba thửa to trên này với bé. Mấy thửa bé bên kia à? Vâng. À. Thế là thành ra là năm nay là không cho chú để làm nữa nhỉ? Vâng. Thế anh em mình lên nhà trên một chút đi. Thế mấy cây xử thì để trên nhà chú bên kia à? Để trên đấy thì có an toàn không? Có. An toàn đấy đúng không ạ? Hầu như là bà con ở trên vùng cao này thì để mà xảy ra những cái việc mà trộm cắp máy cày này các bác này thì cái máy cày nó là một cái tài sản rất là lớn, cho nên là người ta không có dám trộm cái máy cày cả, tại vì là ít gia đình là có cái máy cày các bác. Thế là hôm qua là một mình xử là đem xuống cái này để cày. Wow, thế là cũng lái cũng lụa lụa phết đấy nhở. Một mình lái được mấy cây xuống đây ấy. Ồ, thanh niên này làm gì đây ấy? Hả? Chăn trâu à? Chăn trâu kia cùng chị gái đi chăn trâu à? À, thế là hai chị em là mỗi người một đầu à? Wow, đây đường cũng khá to nhỉ. Và bây giờ thì đang chuẩn bị là vào cái mùa lại cấy rồi cô bác ạ. Cho nên là bà con là chuẩn bị là cày ruộng nương hết rồi đấy. À, thế là xử là gửi ở nhà chú này à? À thế là để đây luôn à? À để đây à, đây có một cái mái hiên che này. Thế là xử là lắp ba phay rồi à cái này? Lắp ba phay rồi à? Nếu mà cái ruộng to thì xử là lắp thêm 4 phay vào. 4 phay thì phải mua thêm cái kia nhỉ? Để mấy hôm mưa thì mới cày được à? Để nắng, đỡ cứng quá. Thế là bây giờ là gửi tạm nhà chú lên đó nhỉ? Vâng. Nhưng mà cái này thì nếu mà mình xử thì muốn lắp là 3 cái hay là 4 cái? Cái phay cày của nó ấy. 4 cái cày. 4 cái cày à? Cái gì là
À, để hôm nào anh em mình đi xuống huyện thì là xử mua thêm. Hôm nào lại bị gáy mất một cái à? Vâng. Thế là xử bây giờ xử tính em là mua tầm bao nhiêu cái? Tầm 1, 2, 3, 4, 8, 9 cái. Vâng. Mua 9 cái nhỉ? Vâng. Không biết là cái giá cái này là bao nhiêu các bác. Nhưng mà tuy nhiên thì chắc là mua thì cũng rơi tầm độ là 10.000 một thanh. Đấy, lắp 4 cái thì nó sẽ cày nó dễ hơn. Cày thời gian rồi thì có cái chuyện gì nó xảy ra không? Không có đâu. Không có đâu à? Vẫn cày tốt đúng không? Vâng. Đấy, để gửi nhà chú này thì là buổi tối là có phải ra xem không buổi tối ấy? Không đấy, hay là nhà chú xem hộ rồi? Bảo là nhà chú xem hộ. À, bảo nhà chú xem hộ đúng không? Đấy, dùng bạt che lại này. Là chú thì có vẻ là hôm nay là chắc cũng đi vào ruộng hết rồi nhỉ? Nhìn thấy là cũng có khá là nhiều xe cộ là để ngoài. Tuy nhiên thì không có nhìn là thấy ai cả, không nhìn thấy ai cả. Cho nên là chú Lực với lại em Sử sẽ không có vào nhà nữa. Nếu mà cái chỗ kia mà cày nó mềm mềm một chút ấy thì cày độ tầm là chắc là tầm một buổi là xong hết đấy Sử nhỉ? Vâng. Máy cày thì cày rất là nhanh các bác, chỉ cần cày một lúc là xong máy thửa ruộng rồi. Nước ở chỗ ruộng chỗ này thì nếu mà lấy thì lấy ở đâu về Sử? À là theo cái khe suối ở bên kia là xuống đúng không? Vâng. Trên chỗ nhà của em Sử đấy cô bác ạ, nước thì rất là dồi dào, cho nên là cái việc mà để mà canh tác ấy thì không khó khăn gì mấy. Đấy, hôm nay thì cháu Lực cũng lên trên nhà của em Sử của bác ạ, cũng có một cái tin khá là đáng buồn. Đấy, thứ nhất là không biết là giữa Sử với lại chú thì có cái chuyện gì xảy ra không. Đấy, tuy nhiên thì là cháu Lực cũng đã hỏi Sử rồi. Sử bảo là không có chuyện gì mà xảy ra cả. Có vẻ là có thể là nhà chú khá là đông người. Nhà chú thì tổng là có bao nhiêu người con trai nhỉ? 4 người con trai. 4 người con trai à? Vâng. 4 người con trai, 2 người con gái à? 3 người con gái đúng không? Vâng. 4 người con trai thì sau này để mà chia đất đai thì chắc là cũng được rất là ít. Và vừa đấy cháu Lực xuống thì có bắt gặp là hai bạn nhỏ là đi xuống ở cùng ông là ở dưới nhà dưới. Đấy, tuy nhiên thì là ông cháu Sử có chia sẻ với cháu Lực rằng là lâu lâu thì ông mới lên ăn cơm một bữa, còn không ăn cơm lên trên nhà mới ăn cơm. Đầm độ đã tầm được 3 ngày hôm nay à? Vâng. Thế tầm 3 ngày trước thì là ông có lên ăn cơm cùng với Sử là điều bữa không? Có. Bữa nào cũng lên đúng không? Vâng. Đấy, có vẻ như là từ lúc mà có hai thanh niên ở với ông ấy thì là ông là ít lên hơn. Ở đây thì chắc chắn là có cái sự tác động của người lớn thì trẻ con mới biết là xuống để mà ở cùng. Còn như em Sử với em Hải thì rất là nghe lời ông. Ông nói như thế nào thì cũng chỉ biết là lắng nghe như thế thôi. Cũng không có dám than trách hay là phiền cả. Các em thì rất là nhút nhát và rụt rè cô bác ạ. Người lớn sắp xếp như nào thì chỉ biết nghe như thế thôi. Đấy, còn cái video này cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Cháu xin chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào.
Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng của bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được các bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè của bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.